Thì nghe hay nha. Nào. Nào. Ăn thịt anh hai nào. Đói quá rồi. No rồi, no rồi. Và đem thịt thôi. Khoai. Ê chị ăn chị ăn chị. Ăn thịt ăn thịt ai đây? Ăn bò. Ăn thịt ai đây? Bò. Ăn thịt bò à? Bò đâu? Bò đâu? Ai giờ? Bò đâu? Ăn thịt bò nhiều. Bò hư đúng không? Ăn thịt bò nha. Ăn thịt bò nha. Đừng ăn thịt bò, ăn thịt bò đi. Lên rồi. Ây da. Ăn thịt cái gì? Ăn cái bụng nha. Ăn cái bụng nha. Anh hai đâu? Đâu? Quay rồi. Bố ăn no rồi. Còn cái bụng này nó ăn khoai ăn nốt này. Còn cái bụng này, bụng ăn khoai này. Nằm. Còn cái bụng em khoai này. À. Mẹ ơi. Mẹ gọi nhà đâu mà mẹ. Bố này. Quay ơi. Ăn thịt siêu nhân nhẹ này. Sao giờ không nhè đấy? Thì tôi không chơi anh hai không nhè rồi. Anh hai ăn thịt nhiều quá không nhè rồi. Anh hai không nhè rồi. Xin nhân nhện đi ngủ rồi. Lúc nay mình ăn thịt bụng rồi, ăn thịt đi. Ăn thịt mông nha. Nhá em quay thằng kia.